Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh cũng đã đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đảm, có chồng và một con là liệt sĩ, năm nay 103 tuổi, hiện ở tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận phụng dưỡng từ năm 2014 đến nay với mức 1 triệu đồng trên một tháng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh vui mừng khi thấy mẹ được chăm sóc khỏe mạnh, minh mẫn và bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến hy sinh của gia đình với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chúc mẹ Đảm luôn mạnh khỏe, sống lâu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điển ở tại phường Hòa Khê và thương binh 2/4 Nguyễn Quang Giảng tại phường An Khê, quận Thanh Khê.